vicino. Mua sắm thực phẩm sai trật tự. Hầu hết mọi người thường có xu hướng mua nhiều thực phẩm như bánh, kẹo, đồ ăn vặt khi thấy chiếc xe đẩy, giỏ hàng của mình còn vơi. Thế nên, thay vì ghé hàng bánh đầu tiên, sao bạn không tới khu vực trái cây, rau và bắt đầu làm đầy giỏ hàng mình với chúng? Trái cây, rau củ sẽ chiếm nhiều không gian ở trong giỏ hàng, vì thế sẽ không còn nhiều chỗ trống để bạn tiện tay nhặt ít thực phẩm không thật tốt cho sức khỏe. Không cập nhật giá cả sản phẩm thường xuyên. Với những món hàng mua thường xuyên, việc nắm được giá của chúng khá quan trọng. Điều này sẽ giúp bạn không bị lừa bởi những tấm bảng dán giá siêu khuyến mãi, nhưng thực ra là chúng bị tăng giá lên rồi đem ra sale kịch liệt. Không lên list đồ cần phải mua. Việc lên list đồ dùng, thực phẩm cần mua sẽ giúp bạn không bị bỏ sót bất cứ món đồ nào cho món ăn của mình, cũng như giảm thiểu việc mua món hàng vô ích. Không quan tâm đến trọng lượng sản phẩm mà chỉ nhìn giá. Giả sử có hai gói bơ với kích thước tương tự ở trên kệ hàng, một trong số đó có giá rẻ hơn chút chút, và câu hỏi là bạn sẽ mua gói bơ nào? Bạn đừng vội vàng khi chọn ngay gói bơ ít tiền hơn, mà thay vào đó hãy kiểm tra trọng lượng sản phẩm. Từ đó bạn sẽ biết được món đồ nào đắt hơn. Không thử tìm tòi mua thực phẩm mới. Nhiều người trong chúng ta rất ngại thay đổi mua hàng ở một thương hiệu khác mà cứ chung thủy với một hãng. Đừng ngại thử nghiệm sản phẩm ở nhãn hàng mới bởi nó không chỉ giúp bạn tiết kiệm một chút tiền. Hàng mới ra đều có chương trình khuyến mãi để hút khách, mà biết đâu bạn còn phát hiện ra nhiều món ăn ngon, khỏe mạnh hơn. Không cập nhật tình hình giảm giá. Vào dịp đặc biệt, nhiều cửa hàng siêu thị đều đưa ra chương trình giảm giá hấp dẫn. Bạn hoàn toàn có thể tham khảo, lựa chọn, so sánh và chộp lấy cơ hội này để mua sản phẩm vẫn có chất lượng tốt với mức giá hạ hơn. Chọn thực phẩm gần nhất ở phía ngoài cửa kệ. Nhân viên cửa hàng bật mí rằng những thực phẩm tươi mới nhất được để ở phần sau cơ. Những sản phẩm ở phía rìa sát cửa kệ sẽ được ưu tiên cho sản phẩm sắp hết hạn. Tìm điện thoại thất lạc trong nhà nhanh chóng. Đôi khi chúng ta vẫn thường quăng chiếc điện thoại của mình ở một xó nào đó trong chính ngôi nhà mình mà không thể nhớ nổi. Nếu không có một chiếc điện thoại thứ hai gọi vào máy đó để xác định tiếng chuông phát ra từ đâu, thì vẫn còn một mẹo rất hay cho bạn tìm điện thoại nè. Hãy sao chép và dán link www.google.com/android/file vào thanh công cụ tìm kiếm của Google. Hệ thống này sẽ gọi điện vào chiếc điện thoại thất lạc của bạn trong vòng 5 phút, ngay cả khi bạn bật chế độ im lặng. Làm sạch nhanh kính cửa sổ. Để nhanh chóng biết được phần nào của khung kính cửa sổ chưa sạch, bạn hãy lau bên trong kính theo chiều ngang và lau bên ngoài theo chiều dọc từ trên xuống. Giúp bạn bè tìm nhà của mình dễ dàng hơn. Đơn giản là bạn hãy chụp ảnh phía trước ngôi nhà của mình và gửi nó đến cho những người bạn đang đi tìm. Trong khi đó, cần hướng dẫn họ cách di chuyển đến nhà của bạn. Việc làm này của bạn sẽ giúp họ tìm được nhà nhanh chóng và dễ dàng hơn. Lắp ráp lại bàn phím chính xác sau khi vệ sinh. Để có thể lắp ráp lại bàn phím máy tính một cách chính xác sau khi tháo ra làm vệ sinh, cách tốt nhất là bạn hãy chụp ảnh nó trước khi tháo rời ra từng miếng. Loại bỏ nhanh mùi tỏi sau khi nấu ăn. Bạn có thể loại bỏ nhanh mùi tỏi khó chịu trên tay sau khi nấu ăn bằng một cách vô cùng đơn giản. Hãy chà xát nơi dính tỏi trên tay lên bất cứ bề mặt thép không gỉ nào ở gần bạn. Lấy nhanh tương cà ra khỏi chai.
Để lấy tương cà ra khỏi chai nhanh hơn, đơn giản là bạn chỉ cần cho một chiếc ống hút vào trong chai và kết quả sẽ thật bất ngờ cho bạn đấy. Xem video trên YouTube giống như trên TV. Để YouTube hiển thị video ở chế độ toàn màn hình và chất lượng HD nếu có theo mặc định, hãy dán đoạn mã sau vào thanh công cụ tìm kiếm của Google: www.youtube.com/linkback là xong. Loại bỏ nhanh vết bẩn trên quần áo trắng. Bạn có thể dễ dàng loại bỏ vết bẩn cứng đầu trên quần áo trắng bằng cách trộn nước rửa chén với nước Hirat, sau đó phun hỗn hợp này trực tiếp vào vết bẩn và chờ kết quả mà chúng mang lại cho những bộ đồ của bạn. Cách ghi nhớ và kể lại dễ dàng. Nếu bạn đọc hoặc nghe gì đó mà cần phải ghi nhớ thật nhanh, hãy nhai kẹo cao su với một hương vị đặc biệt nào đó. Khi bạn cần nhớ lại thông tin này một cách chính xác, hãy nhai kẹo cao su với cùng hương vị như trước. Mẹo này sẽ giúp bạn nhớ lại mọi thứ một cách dễ dàng hơn. Hâm nóng thức ăn nhanh chóng. Bất kỳ loại thức ăn nào cũng sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để hâm nóng trong lò vi sóng. Nhưng nếu bạn di chuyển thức ăn đến các cạnh của đĩa, thì chúng sẽ được làm nóng nhanh hơn bình thường. Giúp sơn móng tay nhanh khô và mịn màng hơn. Nếu muốn sơn móng mịn màng, mỏng, không có bong bóng và khô nhanh chóng, hãy đặt lọ sơn móng tay vào tủ lạnh khoảng 15 đến 20 phút trước khi sơn bạn nhé. Đi giày cao gót thật thoải mái. Để cảm thấy thật thoải mái khi đi giày cao gót suốt cả ngày dài, đơn giản nhất là bạn hãy bảo vệ ngón chân thứ hai và thứ ba bằng cách sử dụng một dụng cụ hỗ trợ như dùng băng dán cá nhân chẳng hạn và dán chúng lại với nhau là xong. Loại bỏ âm thanh khó chịu từ vòi nước bị rỉ. Khi vòi nước trong nhà chẳng may bị rỉ và cứ nhỏ từng giọt suốt đêm tạo ra âm thanh khá khó chịu. Trong khi chờ sửa chữa, bạn có thể chữa cháy để âm thanh ấy mất đi bằng cách rất đơn giản. Chỉ cần dùng một đoạn dây vải hoặc dây buộc giày cột vào vòi nước và cho chúng chạy theo sợi thừng xuống phía dưới là ổn thôi.